được về cái giải phẫu sinh lý của hệ tiêu hóa rồi thì mình sẽ dựa vào đó để mình phân tích nha. Thì nói chung là các cái cơ quan ở trên hệ tiêu hóa đó thì nó sẽ có những cái chức năng nó khá là giống nhau, đều là chức năng cơ học nè, co thắt co bóp nè, chức năng tiết dịch nè, chức năng bài tiết nè, bài tiết các enzyme tiêu hóa đó, được không nè? Thế thì hoặc là ở trên ruột thì cũng có là chức năng tiết dịch, chức năng co bóp, chức năng hấp thu nha. Thì đó là những cái chức năng chung. Thế thì về cấu trúc ở trong các cái cơ quan của hệ tiêu hóa, đặc biệt là trên ống tiêu hóa đó, thì mình đều có các cái lớp như là niêm mạc, dưới niêm mạc, lớp cơ trơn, lớp thanh mạc, vân vân, đúng không? Lớp niêm mạc á, thì nó sẽ có những cái tế bào để tiếp chất nhầy để bảo vệ ở trên đường tiêu hóa. Lớp dưới niêm mạc thì nó thường có rất nhiều mạch máu để nuôi dưỡng. Lớp cơ trơn á, thì nó sẽ có vai trò co thắt để nhào trộn thức ăn với các cái dịch tiêu hóa và vận chuyển thức ăn đi từ trên xuống dưới. Rồi về lớp thanh mạc thì nó là lớp ngoài cùng, nó có vai trò là giảm cái sự ma sát và chống dính. Đấy. Về chức năng nó sẽ giúp mà co bóp nhào trộn nè, chức năng tiết dịch nè, tiết ra enzyme nè, tiết ra các enzyme để tiêu hóa đó, tiết ra các cái chất để bảo vệ, tiết ra các cái hormone đấy, chức năng hấp thu tức là hầu như là nó sẽ hấp thu ở đâu, ở dạ dày, ở ruột non là chủ yếu, đặc biệt là ở ruột non, được không ạ? Nó sẽ hấp thu những cái chất dinh dưỡng đã được tiêu hóa. Còn chức năng bài tiết thì nó sẽ đào thải những cái chất thải ra ngoài đấy. Vậy thì chúng ta sẽ nói ôn lại một chút về cái chức năng và quá trình tiết dịch của dạ dày, đúng không? Dạ dày thì nó sẽ có các vùng nhựa, ở trên này là tâm vị, tiếp theo là đáy vị, ở dưới này là gì ạ? Thân vị. Phần thấp này được gọi là hang môn vị và dưới này là môn vị, là phần kết thúc của dạ dày, được không? Rồi ở trên phần tâm vị á, thì nó chỉ có một cái lớp niêm niêm mạc mỏng để nó đậy lại thôi, nó không có cơ thắt, nhưng mà ở môn vị thì nó sẽ có cơ thắt chặt ở đây. Trên dạ dày thì nó sẽ có tiết ra dịch vị, thì dịch vị được tiết ra nhiều nhất là ở vùng thân vị và vùng hang vị này, với cái sự khác biệt là ở vùng thân vị á, chủ yếu là vai trò ngoại tiết, tức là nó sẽ tiết ra chất nhầy nè, tiết ra rất nhiều axit, tiết ra pepsin và các yếu tố nội. Còn ở hang vị á, thì chủ yếu là vai trò nội tiết. Thì chủ yếu là nó sẽ tiết ra gastrin, tiết ra somatostatin và histamine. Đấy. Nói như vậy thì không phải là ở thân vị không có nội tiết nha, thân vị vẫn có nội tiết, tức là ở vùng thân vị nó vẫn có tế bào để tiết histamine. Đấy. Còn ở vùng hang vị thì nó vẫn có các tế bào để tiết axit, vẫn có tế bào để tiết pepsin nhưng mà ít hơn rất nhiều. Lớp trên cái lớp niêm mạc của vùng thân vị và vùng hang vị á, thì nó sẽ có rất là nhiều các cái nếp gấp, mà các nếp gấp thì đặc biệt, nhưng mà mỗi cái trong cái nếp gấp nó tạo ra các cái ống tuyến, và các tế bào trên ống tuyến đó thì nó sẽ tiết ra những cái chất khác nhau ở hai vùng này, chủ yếu là thân vị là vai trò ngoại tiết và chủ yếu của hang vị là vai trò nội tiết nha. Và quá trình tiết này nó sẽ chịu sự chi phối bởi dây thần kinh phế vị hay là dây thần kinh số 10 á, dây thần kinh lang thang á. Nó sẽ tạo ra hai cái đám rối, đó là đám rối Meissner và đám rối Auerbach. Thì đám rối Meissner thì nó sẽ chi phối quá trình tiết dịch của dạ dày, còn đám rối Auerbach thì nó sẽ chi phối cái hoạt động co bóp của dạ dày. Đây. Rồi tế bào các cái tế bào tuyến cơ thì nó sẽ nhận các cái tín hiệu phế vị từ trung tâm phế vị ở ngoài dạ dày và ở ngay tại cái đám rối tại chỗ ở trên thành dạ dày. Đây nha, là những cái tế bào tuyến ở vùng thân vị. Đây. Thì ở vùng thân vị á, thì các cái tế bào tuyến này nó sẽ có hình ống, có hình ống và cái tuyến nó sẽ sâu hơn. Rồi và cái đáy ống thì nó sẽ kín, đây chỗ này nó sẽ kín, và miệng ống thì nó sẽ đổ ra trên bề mặt niêm mạc, và trên đó nó sẽ có nhiều loại tế bào, tế bào viền, tế bào chính, rồi các cái tế bào ở cổ tuyến vân vân, tế bào nhầy đấy, và các cái tế bào nội tiết ở trên đó nữa. Đây mình sẽ thấy nè, ở vùng thân vị á, thì nó sẽ có nhiều loại tế bào, đặc biệt là nhiều nhất là tế bào thần. Tế bào thần nó sẽ có vai trò tiết ra axit và yếu tố nội, thì nó sẽ nằm từ cái đoạn cổ tuyến này đi xuống dưới, đây ở chính giữa này, 1/3 giữa cổ tuyến.
thì nó sẽ là tế bào thành. Tế bào thành nha, thì tế bào thành sẽ là nơi tiết ra, đặc biệt quan trọng là tiết ra rất nhiều axit. Axit, axit này để làm gì? Axit có vai trò gì ạ? Mình học rồi nha. Axit sẽ có vai trò gì nè? Thử thử gõ sự trả lời cô thử xem nè. Cô ơi, cô hỏi lại được không? Cô em chưa có nghe rõ. Câu hỏi của cô là vai trò của axit là làm gì? Để làm gì? Rồi, chúng ta có nhiều câu trả lời ở đây. Đúng rồi đó, axit nó sẽ có vai trò làm phân giải, làm mềm những cái cấu trúc cứng chắc từ thức ăn. Làm mềm những cấu trúc cứng chắc từ thức ăn, ví dụ như các cái cellulose, những cái chất xơ mình ăn vào chẳng hạn, đúng không? Thủy phân, những cái cấu trúc cứng chắc từ thức ăn. Giúp cho cái enzyme tiêu hóa nó có thể tác động một cách dễ dàng. Rồi cái thứ hai là nó sẽ có cái vai trò hoạt hóa pepsinogen, biến pepsinogen chuyển nó thành pepsin. Cái thứ ba là gì ạ? Nó sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho pepsin hoạt động. Pepsin để làm gì? Để tiêu hóa protein, đúng không? Rồi cái cuối cùng là gì ạ? Nó sẽ có vai trò diệt khuẩn. Vai trò diệt khuẩn, nó sẽ tiêu diệt các cái vi khuẩn mà mình nuốt vào từ thức ăn. Không nhé, nó không tiêu diệt vi khuẩn trong sữa chua hay Yakult đâu. Tại vì sao? Tại vì trong sữa chua hay là Yakult thì nó đã là vi khuẩn, đó là vi khuẩn đã sống ở, đã được nuôi dưỡng ở trong cái môi trường pH thấp rồi, nó đã quen với môi trường đó rồi. Câu hỏi của bạn rất là hay đúng không? Là hỏng đi. Rồi, vậy thì bạn sẽ nhớ được là tế bào thành sẽ là nơi tiết ra axit.
À, tiết ra axit và axit nó có vai trò gì nha. À, thứ hai là tế bào thần tiết ra yếu tố nội. Yếu tố nội để làm gì? Yếu tố nội này để bảo vệ vitamin B12, nó sẽ gắn kết với B12 để giúp cho B12 không bị phá hủy bởi axit. À, và sau đó thì nó sẽ được hấp thu ở hồi tràng một cách dễ dàng nha. Rồi còn tế bào ở trên bề mặt niêm mạc á, đây là những cái tế bào trên bề mặt niêm mạc. Tế bào này là tế à, đây là ở đáy tuyến hả? Đây là các tế bào ở trên bề mặt niêm mạc nè. À, đây là tế bào nhầy. Rồi các cái tế bào nhầy này nè thì nó sẽ có, nó nằm ở bề mặt niêm mạc và nó nằm ở cổ tuyến. À, nó có vai trò tiết ra chất dịch nhầy. À, thì chất dịch nhầy này nó sẽ giúp bôi trơn và bảo vệ niêm mạc trước tác động của axit. Axit ở trong dạ dày là axit rất là đậm đặc ha. Nếu chúng ta nhịn đói thì cái pH ở trong dạ dày nó có khi nó bằng 1, mà nó là axit mạnh mà, axit chloric. À, thành ra là nhờ có cái lớp chất nhầy này để giúp ngăn cản, làm cho axit có thể là ngăn cản được tối đa cái axit không có thẩm thấu vào cái lớp niêm mạc, không có gây phá hủy cái lớp niêm mạc nha. Rồi nó sẽ tạo ra những cái phân tử nhầy có bản chất là các cái mucopolysaccharide để bảo vệ niêm mạc của mình. À, các cái tế bào gốc là những cái tế bào mà nó nằm rải rác, nha. Những cái tế bào mà nó nằm rải rác ở xung quanh cái bề mặt niêm mạc này, thì nó sẽ giúp mà tế bào gốc mà nó sẽ phân chia liên tục, nó sẽ tạo ra những cái tế bào mới để thay thế cho những cái tế bào cũ, và nó giúp thay thế các cái tế bào ở bề mặt, các cái tế bào nhầy. Khoảng 2 đến 3 ngày thì các tế bào nhầy sẽ được thay thế hoàn toàn. Ở các tế bào nhầy ở cổ tuyến thì trong vòng 7 ngày nó sẽ được thay thế hoàn toàn. Rồi các tế bào thần và tế bào chính ở dưới này thì nó sẽ được thay thế trong vòng 10 ngày cho tới 2 tuần. Những cái mốc thời gian này mình nhớ nha. À, cho nên là dạ dày chúng ta các cái tế bào nó được đổi mới liên tục. À, cho nên nếu lỡ có bị viêm, có bị loét ở chỗ nào đấy thì cái quá trình tái tạo này nó diễn ra, nó sẽ giúp làm lành vết thương một cách nhanh chóng. Ừ. Rồi các tế bào chính là các tế bào nằm ở đáy tuyến đây nha, các cái tế bào chính nằm ở đáy tuyến. Tế bào chính này nó sẽ tiết ra pepsinogen. À, pepsinogen nó sẽ được hoạt hóa thành pepsin và nó sẽ có vai trò trong việc tiêu hóa protein. Do đó nên ở dạ dày khoảng 20% protein sẽ được tiêu hóa ở đây. À, nên nó được gọi là tế bào tiêu. À, nó còn được gọi là tế bào tiêu. Vậy thì cái tế bào chính này nè tiết ra pepsinogen và các cái tế bào thần tiết ra axit. Hai cái loại tế bào này nó có một cái mối quan hệ với nhau rất là mật thiết trong việc tiêu hóa thức ăn. Và hai cái loại tế bào này, hai cái chất này nó cũng có vai trò rất là quan trọng trong cơ chế gây ra viêm loét dạ dày tá tràng. Ừ, trong cơ chế gây ra viêm loét dạ dày tá tràng. Rồi. À, các cái tế bào ECL là những tế bào nội tiết, nó sẽ tiết ra cái chất là histamine. À, histamine thì nó sẽ có vai trò kích thích tiết axit, và kích thích gây co thắt cơ trơn của dạ dày. Rồi tế bào D thì ở thân vị nó cũng sẽ có cái tế bào ECL và tế bào D này ha. Rồi tế bào D thì nó sẽ tiết ra somatostatin. Somatostatin thì nó sẽ có vai trò ức chế tiết axit. Nó sẽ ức chế tế bào thần tiết axit. Rồi ngoài ra này nó còn ức chế tế bào ECL tiết histamine, cho nên nó cũng ức chế tiết axit luôn. Rồi ở vùng hang vị á, hang vị thì các cái nếp gấp nó sẽ nhỏ hơn, nó nhỏ hơn, nếp gấp nó nhỏ hơn và nó sâu hơn, thì nó sẽ giúp tăng cái diện tích bề mặt, thì nó sẽ có các cái tế bào vừa nội tiết vừa ngoại tiết, ví dụ như nó sẽ cũng sẽ có các tế bào nhầy ở trên bề mặt để mà tiết chất nhầy để bảo vệ niêm mạc trước tác động của axit. Tế bào G là nhiều nhất. Ở hang vị thì tế bào G là nhiều nhất. Tế bào G thì nó sẽ có vai trò tiết ra gastrin. Nó sẽ xen kẽ với các tế bào nhầy đó và nó sẽ tiết ra gastrin. Gastrin có vai trò kích thích tế bào thần tiết axit. Gastrin sẽ có vai trò kích thích tế bào thần tiết ra axit. Đấy, cho nên những bệnh nhân mà bệnh nhân bị u tế bào G. Bệnh nhân bị u tế bào G thì nó sẽ làm cho thay còn gọi là hội chứng Zollinger-Ellison á. Và ở bề G nó có vai trò kích thích tiết axit mạnh mẽ lắm. Do đó cho nên là những người mà bị u tế bào G thì thường là axit tiết ra rất nhiều và phần lớn là bệnh nhân đều bị có cái ổ loét ở trên dạ dày nha. Còn tế bào D ở trên cái vùng hang vị tế bào D là rất nhiều. Nằm tế bào D thì nó sẽ tiết ra somatostatin. Thì somatostatin nó sẽ có cơ chế là gì ạ? Nó sẽ giúp giảm tiết axit bằng cách nào? Bằng ba cơ chế, nó sẽ kìm hãm tế bào G tiết gastrin. Mà gastrin thì sao?
tăng tiết axit, mà nó kìm hãm tế bào G thì có nghĩa là giảm tiết axit xuống. Nó sẽ kìm hãm tế bào ACL tiết histamine. Đó, và đồng thời kìm hãm luôn tế bào thành tiết axit luôn. Nó sẽ có ba cái cơ chế tác động như vậy. Rồi, vậy thì các bạn đã nắm được là ở vùng hang vị có những loại tế bào nào, ở vùng thân vị có những loại tế bào nào. Và mỗi loại tế bào như vậy nó tiết ra chất gì và cái chất đó nó có vai trò gì. Được không? À, phải nhớ kỹ từng cái loại tế bào như vậy. Lúc mà học giải phẫu sinh lý thì mình học sơ sơ thôi. À, tới đây thì các loại tế bào trên niêm mạc dạ dày mình sẽ phải học kỹ. Rồi, điều hòa sự tiết dịch của dạ dày thì chúng ta sẽ có sự chi phối của hệ thần kinh, nên chúng ta sẽ có phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Phản xạ không có điều kiện có nghĩa là rằng lúc nào á thì nó cũng sẽ được kích thích bởi dây thần kinh phế vị. Và một cái mỗi lần mình bất kỳ lúc nào cũng vậy, hay lúc nào mình ăn vào thì nó cũng đều tiết ra axit cả. Còn phản xạ có điều kiện có nghĩa là ví dụ như là một ngày mình ăn 3 bữa đúng không? Sáng, bữa trưa, bữa tối thì dạ dày nó sẽ tiết ra axit vào trong cái 3 bữa đó. Mình tập luyện như vậy trong một khoảng thời gian thì nó sẽ tạo thành thói quen của các cái tế bào tiết đó. Và do đó cứ đến 11 giờ cho dù mình ăn hay không ăn thì axit nó vẫn sẽ được tiết ra. Đấy. Được không? Và nếu như mà axit dạ dày tiết ra trong một cái dạ dày đang rỗng, không có đồ ăn gì hết thì sao? Nó không có gì tiêu hóa thì nó quay ngược lại, nó tiêu hóa cái dạ dày và nó sẽ gây ra tình trạng viêm loét dạ dày tá tràng. Rồi, về nội tiết thì nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu về cả ba cái loại tế bào nội tiết đã gì ạ? Là tế bào ECL tiết ra histamine, tế bào G tiết ra gastrin và tế bào D tiết ra somatostatin, đúng không? Vậy thì những cái tế bào này nó có những cái vai trò khác nhau. Ví dụ ECL và tế bào G á, thì nó sẽ kích thích dạ dày, tế bào thành tiết axit. Còn tế bào D thì nó sẽ ức chế dạ dày tiết axit. Đấy, thì mình sẽ kiểm tra cái hoạt động nội tiết đó của nó bằng cách là khi mà cái có những cái thử nghiệm để thăm dò ha, thử nghiệm thăm dò, rồi ta có thể là sử dụng histamine để kích thích dạ dày tiết axit xem thử là lượng axit mà nó tiết ra là bao nhiêu. Đấy. Nên điều hòa tiết axit thì nó sẽ có cái các cái thụ thể ở trên tế bào thần thì nó sẽ có các thụ thể của acetylcholine nè. Thụ thể của acetylcholine là cái chất dẫn truyền thần kinh giao cảm á. Nó cũng có kích thích tiết axit và trò kích thích tiết axit nè. Nó sẽ có thụ thể với gastrin nè, thụ thể với histamine và thụ thể với somatostatin nha. Trong đó thì thụ thể somatostatin là âm tính, còn những cái thụ thể ở trên nó là thụ thể dương tính, tức là nó sẽ kích thích tiết axit. Này, người ta ứng dụng trong thăm dò tiết dịch dạ dày thì chúng ta sẽ có một cái thí nghiệm là người ta đo cái lượng axit cơ bản được cái tắt là BAO và nó sẽ cho biết được là cái khối lượng tế bào thần và cường độ kích thích thường trực của thần kinh và nội tiết như thế nào. Còn cái lượng axit tối đa do kích thích thì người ta sẽ tính ra cái tỷ lệ BAO với PAO. Người ta có thể là sử dụng gastrin để kích thích dạ dày, sau đó người ta đo cái lượng axit nha và nó sẽ phản ánh được cái khối lượng và độ nhạy của các cái tế bào thần. Đấy. Rồi vậy thì rối loạn tiết dịch trong việc trong cơ chế bệnh sinh của loét dạ dày tá tràng thì người ta sẽ phải luôn nhớ cho kỹ một cái câu đó là gì ạ? Viêm loét dạ dày tá tràng là hậu quả của sự mất cân bằng giữa hai nhóm yếu tố, đó là yếu tố bảo vệ và yếu tố phá hủy. Vậy thì chúng ta sẽ biết được là yếu tố nào là yếu tố bảo vệ và yếu tố nào là yếu tố phá hủy. Đấy, bao giờ cũng vậy, nó sẽ có sự mất cân bằng giữa hai cái nhóm yếu tố này. Vậy thì yếu tố bảo vệ là gì? Yếu tố bảo vệ quan trọng nhất đó chính là chất nhầy, đúng không? Ở trên bề mặt niêm mạc thì nó còn tiết ra các cái bicarbonate để trung hòa axit, do đó nó cũng là một yếu tố bảo vệ. Việc mà kích hoạt các cái sản xuất ra các cái prostaglandin làm tăng sự tăng sinh và tăng quá trình tưới máu ở lớp dưới niêm mạc, tăng cung cấp nguyên liệu cho quá trình sửa chữa và quá trình tái tạo những tế bào mới trên bề mặt niêm mạc. Tại ta biết là tế bào niêm mạc nó sẽ đổi mới qua 2 đến 3 ngày một lần, đúng không? Nên ra là chúng ta sẽ thấy là cái
Việc mà tác động của prostaglandin làm đổi mới niêm mạc liên tục nó cũng là một cái yếu tố bảo vệ. Nó cũng là một yếu tố bảo vệ. Rồi, thế thì những cái yếu tố bảo vệ đó nó sẽ phải cân bằng với yếu tố tấn công. Những yếu tố nào có thể tấn công niêm mạc dạ dày? Hai yếu tố tấn công quan trọng nhất đó chính là axit và pepsin. Đúng không? Axit và pepsin. Hai người bạn đồng hành với nhau, luôn luôn đi cùng nhau trong quá trình phá hủy niêm mạc dạ dày. Ngoài ra thì ta sẽ còn có một số các yếu tố tấn công khác, ví dụ như là gì ạ? Thuốc, đúng không? Ví dụ như sử dụng các thuốc NSAID, các thuốc kháng viêm non steroid. Rồi ví dụ như là bị stress căng thẳng, sử dụng các cái chất kích thích, hoặc là hút thuốc lá. Đấy. Đó là những cái yếu tố thuận lợi để gây ra cái tình trạng viêm loét dạ dày thái tràng. Được chưa? Nó là sự mất cân bằng giữa hai nhóm yếu tố bảo vệ và yếu tố phá hủy. Một trong những yếu tố phá hủy rất là quan trọng nữa đó chính là Helicobacter pylori, là cái con vi khuẩn xoắn khuẩn Helicobacter pylori này, nó sẽ gây ra phá hủy cái bề mặt niêm mạc. Đấy. Vậy thì yếu tố bảo vệ thì mình sẽ nắm cho cô ha. Yếu tố bảo vệ là những yếu tố gì? Đó là lớp chất nhầy, nó sẽ tạo ra một cái lớp gel và nó có tính kiềm. Cái lớp nhầy này nó sẽ có tính kiềm và nó lớp nhầy nó không tiêu hủy pepsin, nó chỉ ngăn chặn cái axit để làm cho axit không có khuếch tán vào trong, thì nó sẽ ngăn chặn được khoảng 9 trên 10 axit. Cái hàm lượng axit là chỉ có khoảng 1 phần 10 axit âm nhập vào trong cái lớp chất nhầy này thôi. Và khi 1 phần 10 cái axit nó qua được cái lớp chất nhầy thì sao? Ngay lập tức tế bào biểu niêm mạc sẽ sản xuất ra gì ạ? Các cái bicarbonate để trung hòa hết đi. Đúng không? Để trung hòa hết những cái axit đó đi, cho nên nó không có cơ hội để làm tổn thương niêm mạc. Cái thứ ba là sự tưới máu phong phú dưới sự tác động của prostaglandin để khuếch đại những cái yếu tố trên, cung cấp vật liệu hàn gắn, cung cấp cái quá trình làm tăng cái quá trình sửa chữa và tái tạo ở trên bề mặt niêm mạc. Đó là yếu tố bảo vệ nha. Đây, các cái yếu tố bảo vệ như là prostaglandin hoặc EGF là những cái yếu tố kích thích tăng trưởng để giúp cho tái tạo cái lớp niêm mạc lại nhanh nhất có thể. Rồi yếu tố tấn công thì người ta sẽ có đầu tiên là pepsinogen. Pepsinogen nó sẽ phối hợp rất là chặt chẽ. Mặc dù nó là yếu tố thứ yếu so với axit, nhưng mà nếu như không có pepsinogen thì axit nó cũng một mình axit thì nó cũng sẽ không có khả năng gây tác động gây loét dạ dày tá tràng được đâu, mà nó phải là sự kết hợp của cả hai. Cho nên là người ta mới nói, ông Squat ông mới nói là loét dạ dày tá tràng là hậu quả của sự tự tiêu hóa. Có nghĩa là sao? Khi mà axit thẩm thấu qua được lớp chất nhầy, pepsin làm giúp cho axit có thể thẩm thấu qua được lớp chất nhầy và đi xuống dưới lớp niêm mạc. Thì cái lượng axit mà quá nhiều nó đi xuống dưới cái lớp niêm mạc này á, thì nó sẽ làm tổn thương bề mặt niêm mạc. Cái tổn thương bề mặt niêm mạc thì nó sẽ bắt đầu để lộ những cái thành phần ở dưới cái niêm mạc, đó là những cái protein. Nó cấu tạo của tế bào là protein, ở dưới lớp dưới niêm mạc là lớp cơ nữa. Thì khi mà pepsin axit nó phá hủy để lộ những cái protein ra, thì mà pepsin nó lại là một cái chất để tiêu hóa protein, thì ngay lập tức pepsin nó sẽ đi theo axit xuống dưới để phân hủy những cái protein bị lộ ra từ trên bề mặt của dạ dày đó. Và như vậy thì nó sẽ phá hủy những cái protein ở bề mặt dạ dày, cho nên nó sẽ gây ra các cái ổ loét ở đó. Cho nên người ta mới gọi là hậu quả của sự tự tiêu hóa. Loét dạ dày tá tràng là hậu quả của sự tự tiêu hóa, tại vì chính cái pepsinogen mà cơ thể chúng ta tiết ra, chính pepsin mà cơ thể chúng ta tiết ra lại là yếu tố gây phá hủy niêm mạc dạ dày của mình. Đó, và cần phải có sự phối hợp với của axit nữa, chứ không có axit thì nó rất là khó. Rồi, vai trò của pepsin nó hỗ trợ axit trong quá trình gây loét, mà tạo điều kiện cho axit tấn công vào lớp niêm mạc dạ dày và nó làm nặng thêm cái tình trạng ở ổ loét, nó tiêu hóa protein ở dạ dày đi. Rồi, axit nó sẽ khi mà axit chlorhydric thì nó sẽ làm tổn thương cái lớp niêm mạc.
nó giải phóng, kích thích giải phóng ra các cái chất dẫn truyền thần kinh. À, nó sẽ tạo ra các cái peptide và các axit amin để mà tiết ra nhiều axit hơn nữa, và nó sẽ hoạt hóa các cái tế bào viêm, và những tế bào viêm nó sẽ kích thích tiết axit. Đấy. Yếu tố di truyền thì nó sẽ là những cái yếu tố thuận lợi. Ví dụ như những người có nhóm máu O sẽ dễ bị viêm loét dạ dày tá tràng hơn so với những nhóm máu khác. Những cái nhóm máu, những cái người mà có cái phức hợp miễn dịch HLA-B5 hoặc DQA1 thì nó sẽ dễ bị viêm loét dạ dày tá tràng hơn. Đấy. Đó là những cái yếu tố thuận lợi thôi, chứ không không được gọi là những cái nguyên nhân gây ra viêm loét dạ dày tá tràng. Cái nguyên nhân thường gặp nhất gây ra viêm loét dạ dày tá tràng là do thuốc NSAID, NSAID hay còn gọi là thuốc kháng viêm non-steroid. Nó là yếu tố nguy cơ, nhưng nó là yếu tố nguy cơ hàng đầu và cũng là một nguyên nhân gây ra loét. Với cơ chế nào khi các cái NSAID này nó gây ra loét? Nó gây ra loét bằng cơ chế gì? Cái NSAID này nó có tính axit yếu. Và các bạn biết là trong dạ dày của mình là axit mạnh. Thì mình uống một cái axit yếu vào trong axit mạnh thì nó đâu có ý nghĩa gì, nó không có bị ion hóa. Và khi nó không bị ion hóa thì nó sẽ phát huy ái tính lên lipid, và nó có khả năng thẩm thấu qua được lớp chất nhầy và tiếp cận với biểu mô. Ở dưới lớp biểu mô nó tiết ra gì ạ? À? Bicarbonate, đúng không? Thế thì bicarbonate, tới đây gặp bicarbonate thì nó sẽ phải xảy ra phản ứng ion hóa, phản ứng axit bazơ, đúng không? Và cái phản ứng này nó sẽ gây ra tình trạng là tổn thương niêm mạc dạ dày. Rồi, cơ chế tác động của các NSAID là gì? Khi mình uống các NSAID vô để kháng viêm, để ức chế miễn dịch thì nó sẽ ức chế tổng hợp prostaglandin và nitric oxide. Và khi ức chế tổng hợp prostaglandin thì giảm, prostaglandin là một yếu tố để mà khuếch đại các yếu tố bảo vệ. Bây giờ không có thì nó sẽ hạn chế cái quá trình bảo vệ niêm mạc đi. Nitric oxide nó gây co mạch, co niêm mạc lại, co mạch máu ở lớp dưới niêm mạc lại, cho nên nó sẽ giảm lưu lượng tuần hoàn ở niêm mạc, gây ngăn cản quá trình tái tạo và sửa chữa tổn thương. Rồi, cái NSAID này tiếp nó sẽ gây phá hủy niêm mạc bằng cách nào nữa? Nó sẽ làm giảm cái tính kiện nước của lớp chất nhầy, làm cho cái axit nó có thể tiếp cận vào cái lớp niêm mạc này. Và khi mà uống cái NSAID này vào thì NSAID này nó sẽ được hấp thu bỏ máu đi tới gan, gan nó sẽ chuyển hóa. Và các cái sản phẩm chuyển hóa trung gian của NSAID này nó có nguy cơ làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Khi nó sau khi chuyển hóa xong thì nó sẽ được bài tiết qua dịch mật, và nếu người này mà bị trào ngược dịch mật lên trên dạ dày thì nó sẽ gây tổn thương dạ dày. Được không? Thì đó là những cái cơ chế gây ra viêm loét dạ dày tá tràng của NSAID. Thế bây giờ nếu như một người bị viêm cần phải sử dụng NSAID, ví dụ một người bị đau nhức xương khớp chẳng hạn, đúng không? Mình người bị đau nhức xương khớp rất là cần có NSAID để mà kháng viêm, để giảm đau. Thế thì người đó tới nhà thuốc, các bạn mua thuốc, ta lại than phiền là tôi bị đau cái khớp, quá bán thuốc cho tôi cho nó bớt đau bớt đi, thì chắc chắn các bạn sẽ cho bệnh nhân uống NSAID rồi. Nhưng mà bạn sẽ hỏi bệnh nhân là dạ, vậy thì cô chú có bị viêm loét dạ dày tá tràng hay không? Nếu bệnh nhân trả lời là có thì các bạn có bán thuốc đó cho bệnh nhân không? Rồi, nếu mà không bán thuốc thì người ta đau làm sao người ta chịu được, đúng không? Đúng rồi nha. Thế thì lúc đó mình sẽ phải nói bệnh nhân ra uống thuốc vào sau ăn no.
Uống thuốc vào vào cái thời điểm là sau ăn á, để nó làm giảm cái tình trạng tổn thương niêm mạc dạ dày lại. Cái thứ hai là mình sẽ kết hợp thêm với các cái thuốc ức chế bơm proton để làm giảm tích axit dạ dày, được không? Như những các bạn vừa nêu ra đó là phối hợp thêm với omeprazole để làm giảm tích axit, để giảm cái sự tác động của NSAID trên cái bề mặt niêm mạc của dạ dày. Chứ còn vẫn phải cho bệnh nhân uống thuốc chứ, bệnh nhân đang đau mà không cho uống thuốc sao được nha. Rồi, đó là cái cách giải quyết của mình. Và nhớ bữa sau khi mà học về các cái NSAID này thì các bạn sẽ học rất là kỹ từng nhóm một, ức chế cốc 1, ức chế cốc 2. Ủa mình đã học chưa vậy? Ức chế cốc 1, ức chế cốc 2. Rồi thì các bạn sẽ thấy là biết được là và phải so sánh được là nhóm nào làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày tá tràng hơn. Đấy, nhóm nào làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày tá tràng hơn và vì sao lại làm tăng nguy cơ? Vì tác động lên việc tích axit của dạ dày như thế nào? Đấy, thì phải nắm được cái này thì sau này học thuốc nó mới dễ. Được chưa nào? Rồi, nhớ ha. Một cái yếu tố nguy cơ mà gây trong cái gây loét ở trong khi mà bệnh nhân sử dụng NSAID đó là tuổi càng cao thì cái khi sử dụng NSAID nó sẽ gây loét càng nặng. Những người mà có tiền sử loét lâu rồi á thì nó sẽ càng dễ biến chứng. Khi sử dụng NSAID kết hợp với corticoid, các bạn biết là corticoid nó gây ra loét dạ dày dữ dội lắm. Mà còn kết hợp thêm NSAID nữa thì nó sẽ làm cho tăng cái nguy cơ mà gây ra tổn thương niêm mạc dạ dày. Rồi, khi mà dùng NSAID khi có cái HB ở trong dạ dày và khi hút thuốc uống rượu trong cái đợt điều trị thì những cái yếu tố này nó sẽ làm tăng cái nguy cơ mà nó sẽ làm tăng cái nguy cơ gây ra viêm loét dạ dày tá tràng hơn nha. Rồi những yếu tố nguy cơ khác đó là thuốc lá và rượu. Rượu và thuốc lá là hai cái yếu tố nguy cơ được khẳng định chắc chắn là yếu tố nguy cơ gây loét dạ dày tá tràng rồi đó nha. Còn cà phê thì nó là yếu tố nguy cơ yếu thôi, nó chưa có rõ ràng, cho nên may cho những bạn nào mà bị nghiện cà phê thì vẫn có thể uống được nếu lỡ bị viêm dạ dày, nhưng mà không nên uống lúc đói nha. Vẫn là sau khi ăn sáng xong thì vẫn có thể thưởng thức cà phê, và uống một ngày thì một bữa thôi, và uống vào lúc mà mình đã ăn sáng rồi thì nó sẽ bớt kích thích dạ dày hơn nhé. Rồi axit mật khi mà nó trào ngược lên trên thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là loét, cơ loét rất là cao. Rồi bây giờ tới nói tới Helicobacter pylori. Các bạn hãy lấy sách ra, đọc sơ về cái phần cơ chế tác động của axit Helicobacter pylori và vắn tắt lại, gõ vắn tắt ra cho cô. Vì sao vi khuẩn này nó có thể gây ra loét dạ dày tá tràng? Đọc đi nào, giờ đã mấy phút đọc đi ha, cho nó hoạt động đầu óc đi, chứ ngồi nghe cô nói không nó buồn ngủ quá. Sao cô nhớ được trang mấy? Là tra coi mục lục. Coi cái mục lục á rồi gõ. 380. Trong lúc cho các bạn làm thì cô sẽ làm một việc riêng một chút. Phải thông báo một tin buồn thì quá là khó khăn.
Cô đang còn phải thông báo cho khoa được biết là có một bạn sinh viên lớp liên thông của trường mình bị mất vì COVID. Vì tham gia đi lấy mẫu thế bị nhiễm COVID và tử vong ngày hôm qua. Thành ra là cũng sắp tốt nghiệp rồi á, lớp liên thông mấy anh chị lớp liên thông đang làm trong bệnh viện á, tham gia chống dịch đó. Thành ra là phải thông báo với nhà trường để nhà trường có thể cấp bằng tốt nghiệp danh dự cho bạn ấy. Không không có bệnh nền, chị có hơi hơi mập một chút xíu thôi, chị không có bệnh nền gì hết. Đúng là rất đau lòng luôn á. Tối hôm qua cô nghe là mà cô không dám gửi vào buổi tối, cô sẽ gửi buổi tối lên group của khoa thì lại sợ mọi người không ngủ được nên cô phải chờ sáng hôm nay. Cô rồi có kế hoạch để an táng cho cô. Thì cái đó thì cô cũng chưa có hỏi rõ nữa, nhưng mà bây giờ hiện tại thì cô đang muốn là báo cho nhà trường để nhà trường cấp cái chứng nhận tốt nghiệp cho chị á. Cái đã, để cấp nghiệp bằng tốt nghiệp danh dự cho chị cái đã. Ừ. Sắp xong rồi đó, khóa 16, trung cấp liên thông khóa 16 là năm nay tốt nghiệp nè. Chị ấy tham gia chống dịch lấy mẫu ở Bình Tân á. Trời ơi, sao mà thương tâm quá các em ơi. Cô ơi, cái lúc mà chị đó đi á cô, chị đâu có được tiêm vaccine nhung cô. Như là vẫn chưa được tiêm vaccine á, theo thông tin cô nắm được. Chị với anh chị nữa là hai anh em ruột luôn á, hai anh em ruột. Đây nè, cô đang hỏi thông tin để cô báo cho nhà trường thì được các bạn nhắn lại nè. Là hai anh em ruột nó đều bị dương tính luôn, hai anh chị đều nặng và ở trong khu điều trị luôn. Toàn bộ gia đình đều đi cách ly hết rồi, cho nên là ra đi không biết có ai ở bên không nữa luôn á. Chắc là sẽ xử lý ở bệnh viện luôn, chứ giờ gia đình đi đi cách ly hết trơn rồi, đâu có về được đâu. Người ta chỉ gửi hũ cốt về thôi cô, khu nhà Đúng em mười rồi. mấy người nè cô, Đúng rồi đó. người ta chỉ gửi hũ cốt về thôi à. Để cô các bạn đọc đi, để cô gửi thông báo cho nhà trường cái đã.
Ừ. Rồi cơ chế gây ra viêm loét dạ dày tá tràng của HB, các bạn trả lời gì đây nào? Enzyme urea. Hầu hết thì các bạn đều trả lời được là nó có khả năng tạo sinh enzyme urea nội sinh, cho nên tạo ra một cái môi trường kiềm để trung hòa bớt axit ở trong dạ dày. Thứ hai nữa là nó sẽ kích thích tế bào lympho và bài tiết IgE, hoạt hóa tế bào mast và giải phóng hóa chất trung gian gây ra viêm. Cái quan trọng nhất là nó có cái con vi khuẩn này, nó rất là đặc biệt ha. Nó là xoắn khuẩn gram âm, nó di chuyển được và sống ở trong niêm mạc dạ dày, và nó là một cái loại loại vi khuẩn rất là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào? Trong dạ dày, môi trường nó rất là khắc nghiệt như vậy, với pH rất là độc đặc, pH rất là thấp, axit rất là đậm đặc như vậy, mà nó vẫn có thể sống được, vẫn có thể tồn tại được ở trong đó, và thậm chí là còn phá hủy cả niêm mạc dạ dày nữa, đúng không? Thế thì nó là một cái loại vi khuẩn cực kỳ là đặc biệt luôn. Đấy, thì vì sao nó có thể sống được ở trong môi trường axit đậm đặc như vậy? Mà tất cả các loại vi khuẩn khác đều đi qua dạ dày với tiếp xúc với axit đậm đặc, nó đều bị phân hủy hết, đúng không? Đều bị tiêu diệt hết, mà nó lại có thể sống được ở trong, là bởi vì nó có khả năng sản xuất urea nội sinh. Thì nó sẽ tạo ra cái nó có cái khả năng cái tạo ra enzyme urea nội sinh để tạo ra NH4OH. Thì NH4OH nó sẽ tạo ra một cái vỏ bọc là một cái chất kiềm ở xung quanh cơ thể của nó. Và với cái vỏ bọc là chất kiềm này thì sao? Nó sẽ trung hòa axit để cho axit không tấn công được nó. Axit không tấn công trực tiếp vào trong cái tế bào của nó. Và khi mà nó tạo ra NH4OH thì nó là một cái chất môi trường kiềm. Nó trung hòa bớt axit thì nó sẽ làm cho nồng độ axit trong dạ dày giảm xuống. Và khi nồng độ axit trong dạ dày giảm xuống, các cái tế bào thành ở trên niêm mạc dạ dày nhận biết được cái nồng độ axit của cái dạ dày đang giảm xuống đó, thì nó sẽ được kích hoạt một cách mạnh mẽ, làm tăng tiết một lượng lớn axit để bù đắp vào cái lượng axit ít ỏi bị trung hòa đi. Được không? Và như vậy nó vô tình làm tăng sản xuất axit dạ dày một cách quá mức.
À, làm cho nồng độ axit trong dạ dày tăng lên và gây ra viêm loét dạ dày. Đúng không? Rồi, một yếu tố nữa đó là cái con vi khuẩn này nó có khả năng xâm nhập vào cái lớp niêm mạc. Và khi xâm nhập vào lớp niêm mạc thì nó là một cái chất lạ đối với cơ thể. Và khi nó là một chất lạ đối với cơ thể thì sao? Cơ thể chúng ta sẽ huy động bạch cầu để thực bào. Ha. Nó sẽ huy động bạch cầu để thực bào. Và khi bạch cầu tới thực bào thì nó sẽ giải phóng ra hóa chất trung gian và gây ra tình trạng viêm. Nó sẽ gây ra cái tình trạng viêm ở đó. Rồi, vậy thì vậy thì cái việc mà sự tồn tại của cái con vi khuẩn này nó sẽ gây ra cái loét dạ dày tá tràng là một điều rất là dễ dàng. Ngoài ra nó sẽ còn có những cái cơ chế khác nữa, đó là gì ạ? Nó sẽ tạo ra những cái độc tố tế bào gây hóc. Nó sẽ tạo nên những cái độc tố tế bào gây hóc và làm tổn thương trực tiếp lên cái tế bào niêm mạc, nó tạo ra những cái hóc trong cái niêm mạc. Rồi, ví dụ như là nó sẽ tạo ra những cái enzyme tiêu hủy protein, ví dụ như là catala, ví dụ như là lipa protea đấy, thì những cái enzyme này nó sẽ phá hủy protein ở trên niêm mạc đi để tạo ra những cái hóc tế bào ở trong đó. Tạo ra các cái không bào trong các tế bào biểu mô niêm mạc đó để tạo nên để phá hủy cái tế bào niêm mạc. Rồi, như vậy thì các cái với những cái cơ chế đó thì nó sẽ làm cho tổn thương niêm mạc dạ dày. Và với việc tìm ra được vi khuẩn HB, với việc tìm ra được vi khuẩn HB thì nó đã thay đổi một cách toàn diện cái phương pháp điều trị viêm loét dạ dày tá tràng từ trước đến nay. Từ trước khi mà phát hiện ra con vi khuẩn HB á, thì nó đã trước khi phát hiện ra con vi khuẩn HB thì nó đã người ta đã điều trị viêm loét dạ dày nghĩ rằng cái cơ chế gây ra viêm loét dạ dày tá tràng là do cơ chế thần kinh, do kích thích quá mức dây thần kinh số 10 và nó gây tăng tiết axit. Đó là người ta nghĩ rằng nó là chỉ là bệnh lý thần kinh thôi đấy, và đã là bệnh lý thần kinh thì rất là khó có thể điều trị được. Nhưng mà từ khi tìm ra được cái con vi khuẩn HB này và biết được là nó gây kích thích tiết axit ở trong dạ dày và là một trong những cái cơ chế quan trọng gây viêm loét dạ dày tá tràng, thì người ta đã có thể khẳng định được rằng là viêm loét dạ dày tá tràng là một bệnh lý có thể điều trị được, có thể điều trị và điều trị có thể khỏi hoàn toàn, được không? Thì chuyển từ một cái bệnh lý thần kinh qua là một bệnh lý nhiễm khuẩn. Và khi điều trị thì thay vì điều trị ức chế thần kinh thì bây giờ người ta sẽ sử dụng kháng sinh để điều trị đó, được không? Đó là cái cơ chế mà tác động của cái con vi khuẩn HB này gây ra viêm loét dạ dày tá tràng. Khuẩn HB là do lây qua đường tiêu hóa, ăn chung, uống chung thì nó sẽ lây. Ví dụ như một người mà có vi khuẩn HB rồi ăn mình một người mà không bị bệnh tiếp xúc ăn chung uống chung với một người mà có vi khuẩn HB thì nó sẽ lây vi khuẩn HB vào trong cơ thể của mình. Khả năng tái lại là có thể. Thế nên thực tế thì có rất nhiều người bị tái đi tái lại. Lây ví dụ như ăn chung trong gia đình mà có người bị nhiễm HB thì kiểu gì cũng sẽ có nguy cơ bị lây. Rồi, đó là về vi khuẩn HB ha, nó sẽ thay đổi một quan diện quan quan điểm điều trị viêm loét dạ dày tá tràng một cách toàn diện như vậy luôn á, và nó sẽ tạo ra enzyme urea, tạo ra NH4OH làm tăng tích axit gây ra loét. Thứ hai là nó sẽ tạo ra enzyme tiêu hủy protein và tạo ra các cái độc tố tế bào gây hóc. Đấy.
thì nó sẽ làm tổn thương các cái lớp niêm mạc, nó huy động bạch cầu tới thực bào và trực tiếp làm tổn thương niêm mạc đấy. Rồi, stress căng thẳng có gây ra viêm loét dạ dày tá tràng hay không? Câu trả lời là có. Những bạn nào đến mùa, thường thường sinh viên mà đến mùa thi mà stress căng thẳng quá thì cũng bị viêm loét dạ dày tá tràng. Người ta giải thích là cơ chế vì sao stress căng thẳng lại gây ra viêm loét. Khi chúng ta stress thì cơ thể thường giải thích sản xuất ra một cái loại hormone để làm giảm stress, đó chính là cortisol hay là corticoid đó. Nên cortisol nó sẽ gây ra tình trạng dạ tăng tiết axit và giảm tiết chất nhầy, tức là nó vừa làm tăng yếu tố phá hủy mà vừa làm giảm yếu tố bảo vệ, rõ ràng là nó gây mất cân bằng liền. Cái thứ hai là khi stress căng thẳng thì adrenaline nó sẽ được tiết ra nhiều hơn, gây ra co mạch, đặc biệt là co mạch ở ngoại biên, co mạch ở dạ dày nha, làm giảm lượng máu tới cung cấp máu nuôi dưỡng dạ dày, tái tạo dạ dày, cho nên là nguy cơ loét nó sẽ tăng lên. À, thì khi mà giảm bớt cái tình trạng stress căng thẳng đi thì nó sẽ giảm được cái tình trạng viêm loét dạ dày tá tràng đi, được không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái rối loạn tiết dịch trong loét dạ dày tá tràng. Thì chúng ta sẽ có là giảm tiết dịch. Thì trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị mất nước nè, như là tiêu chảy nè, sốt nè, bị bỏng nè, rồi bệnh nhân bị rối loạn dinh dưỡng nè, hoặc là bệnh nhân bị tổn thương tâm lý, bệnh nhân buồn bã quá nè, nó cũng làm giảm tiết axit dạ dày. Có thể là do cái ung thư dạ dày, có thể là do thiếu máu nặng, hoặc là viêm dạ dày cấp, hoặc là teo mất cái niêm mạc dạ dày, nó sẽ làm giảm tiết axit của dạ dày. Rồi, bạn nhớ được nguyên nhân nè. Nguyên nhân cái nhóm thứ hai đó là rối loạn chức năng co bóp của dạ dày, thì thường là tăng co bóp hoặc là giảm co bóp nha. Tăng co bóp, quá trình hoạt động mà co bóp của dạ dày nó sẽ chịu sự chi phối bởi cái hệ thần kinh và nội tiết, đúng không? Thần kinh là dây thần kinh số 10 nằm trong AOS, và thứ hai là nội tiết là do các cái hormone ví dụ như histamine hoặc là histamine nha, co thắt là do histamine chi phối. Thế thì thường là giảm co bóp đó, nó hay xảy ra trong những cái trường hợp bệnh nhân lo lắng sợ hãi, hoặc là bệnh nhân có những cái sẹo, u sẹo, những cái dị vật mà nó gây ra tắc lâu ngày. Và nhớ cho cô phải là tắc lâu ngày nha, phải tắc lâu ngày mới mới gây ra là giảm co bóp được, chứ còn mới bị tắc nghẽn thì nó sẽ làm tăng co bóp nha. Tắc lâu ngày, nhớ cái chữ tắc lâu ngày nè, u sẹo dị vật mà gây tắc lâu ngày hoặc tắc môn vị lâu ngày nó cũng có thể ra là giảm co bóp, còn có thể gọi là liệt dạ dày á. Nó phải là lâu ngày, tức là ban đầu á, khi mà tắc nghẽn thì cơ thể chúng ta sẽ huy động để co thắt rất là mạnh mẽ để đẩy thông cái chỗ tắc, nhưng mà co thắt một khoảng thời gian dài, cơ nó hoạt động quá mức, nó mệt mỏi quá thì nó sẽ dần giảm co bóp dần, thì nó sẽ dần dần đến tình trạng liệt, mất cái dạ dày, nó không co thắt được nữa. Mất cân bằng thần kinh thực vật, ức chế phế vị hoặc là cường giao cảm thì nó cũng sẽ gây giảm co bóp. Và khi mà giảm co bóp thì dạng nó sẽ gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu, sai dạ dày, liệt dạ dày. Đấy. Rồi, tăng co bóp thì thường hay gặp trong viêm dạ dày hoặc là tắc môn vị giai đoạn sớm. Này, để ý cho cô ha, tăng co bóp trong cái trường hợp tắc nghẽn ở giai đoạn sớm. Hoặc là khi ức chế giao cảm, hoặc là khi mà bệnh nhân sử dụng những cái chất kích thích như là rượu, cà phê, thuốc lá, v.v. Hoặc là sử dụng những cái thuốc mà có histamine hoặc là có colin thì nó sẽ làm tăng co bóp dạ dày. Và khi tăng co bóp dạ dày thì nó sẽ gây ra tình trạng triệu chứng nhẹ, ở hơi, ở chua, cảm giác nóng rát sau sưng ức, có thể là buồn nôn, nôn ói. Đấy. Rồi, đó là rối loạn tiết dịch của dạ dày nha, rối loạn co bóp và rối loạn tiết dịch dạ dày. Bây giờ rối loạn tiết dịch mật. Rối loạn tiết dịch mật thì chúng ta biết là dịch mật được sản xuất từ đâu? Từ gan, đúng không? Một ngày như vậy gan nó sẽ sản xuất khoảng 500 ml dịch mật. Và dịch mật nó có vai trò gì? Nó có vai trò nhũ tương hóa lipid, giúp hấp thu lipid vào trong cơ thể. Thì rối loạn tiết dịch mật thường xảy ra khi mà bệnh nhân bị thiểu năng gan, bệnh nhân bị tắc cái ống dẫn mật, ví dụ có sỏi chẳng hạn, nó gây tắc nghẽn cái đường dẫn mật, làm cho mật nó không xuống dưới ruột để mà tiêu hóa được. Hoặc là bệnh lý ở hồi tràng, tại vì hồi tràng là nơi tái hấp thu lại dịch mật vào trong cơ thể. Bây giờ bệnh lý ở hồi tràng, ví dụ bệnh Crohn chẳng hạn, nó làm giảm cái việc hấp thu dịch mật vào bên trong, làm cho lượng dịch mật tiết ra nó ít đi.
Thì khi mà dịch mạch nó tiết ra ít hơn thì nó hậu quả là gì ạ? Nó không hấp thu được lipid, bệnh nhân đi tiêu ra phân mỡ, bệnh nhân sẽ ăn đặc biệt là ăn những thức ăn có dầu mỡ vào, bệnh nhân sẽ rất là khó tiêu, và những cái vitamin tan trong dầu ví dụ như là A, D, E, K thì nó sẽ không hấp thu được vào trong cơ thể. Rối loạn tiết dịch tụy thì tuyến tụy ta biết rằng đây là một cái tuyến quan trọng nhất trong việc mà tiết ra enzyme để phân giải các thức ăn mà mình ăn vào, đúng không? Nó sẽ tiết ra trypsin, chymotrypsin để tiêu hóa protein, tiết ra amylase để tiêu hóa glucid, tiết ra lipase để tiêu hóa lipid. Đấy, tiêu hóa hầu như tất cả những chất mà chúng ta ăn vào. Đấy, thì quá trình điều hòa tiết dịch tụy thì do dây thần kinh số 10 hoặc là secretin hoặc là các cái pancreatin, những cái enzyme, những cái chất kích thích ở trong máu của mình. Vậy thì khi mà rối loạn chức năng của tuyến tụy, tiết dịch của tuyến tụy thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến quá trình tiêu hóa. Rồi, nó sẽ gây ra rối loạn tiêu hóa, đi tiêu ra thì phân còn nguyên, gọi là đi tiêu phân sống á, nó còn nguyên hạt bột, nguyên sợi thịt, hạt mỡ ở trong đó. Rồi, ở trong hội chứng ruột kích thích thì nó sẽ gây ra tiêu chảy, và thiểu năng tụy thì nó có thể là ảnh hưởng đến chức năng nội tiết, nó sẽ gây ra thiếu hụt insulin và làm tăng đường huyết, gây ra đái tháo đường. Đấy. Thì có thể là giảm giảm cái tiết dịch tụy, có thể là do sỏi hoặc là do run gây tắc ở trên ống mạch chủ, làm cho dịch mạch nó không chảy xuống dưới ruột được nhé. Đối với bệnh lý viêm tụy cấp, bệnh lý viêm tụy cấp, cái cơ chế đó hiện nay người ta vẫn chưa có biết một cách rõ ràng. Nhưng mà thường là viêm tụy cấp thì thường hay xảy ra ở những người thừa cân béo phì, những người mà thường hay có thói quen ăn nhiều dầu mỡ, và những người đó thừa cân béo phì. Thì viêm tụy cấp nó thường hay xảy ra sau một cái bữa ăn quá nhiều dầu mỡ, quá nhiều protein, ví dụ như đi ăn buffet chẳng hạn. Rất nhiều người ăn buffet về lại bị viêm tụy cấp. Bởi vì sao? Bởi vì lipid và protein là những cái chất mà nó có vai trò kích thích tuyến tụy, tiết ra rất là nhiều các cái enzyme. Nó sẽ kích thích tuyến tụy, tiết rất là nhiều enzyme, và lượng enzyme tiết ra quá mức dẫn lưu của cái ống tụy á, thì làm cho cái enzyme nó bị ứ đọng ở trong tụy. Và enzyme đáng lẽ là để tiêu hóa thức ăn, đúng không? Tiêu hóa glucid, lipid, protein. Mà bây giờ nó bị ứ đọng ở trong tụy thì nó sẽ tiêu hóa luôn cái tuyến tụy, nó sẽ gây ra hoại tử của tuyến tụy. Hoặc là nó sẽ thấm những cái enzyme đó ra qua cái cơ quan ở xung quanh trong cái ổ bụng, nó gây ra hoại tử các cái cơ quan ở xung quanh, và cuối cùng là nó sẽ có nguy cơ là gây rối loạn huyết học và gây sốc và tử vong. Nên bệnh lý viêm tụy cấp có nguy cơ tử vong rất là cao. Vậy thì triệu chứng của bệnh lý này như thế nào? Thường là khi mà bệnh nhân bị viêm tụy cấp, bệnh nhân sẽ có triệu chứng là nôn ói rất là dữ dội, bị tiêu chảy và nôn ói, đặc biệt là nôn ói. Bệnh nhân nôn ói liên tục, ói rất là dữ dội, và thường thường là mỗi lần nôn ói xong, nếu như bệnh lý của dạ dày chẳng hạn, bệnh nhân nôn ói xong sau đó là bệnh nhân súc miệng và nghỉ ngơi thì bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng mà đối với bệnh nhân viêm tụy cấp, bỏ một cái miếng thức ăn nước uống gì vô trong miệng, ngay cả súc miệng cũng không được nữa, bỏ vô trong miệng một cái là ngay lập tức ói tiếp, tức là nó kích thích ói liên tục, và hậu quả là nó sẽ gây ra mất nước, và có thể dẫn tới tình trạng tử vong do mất nước đó, hoặc là tử vong do hoại tử tuyến tụy cấp, do nhiễm độc tế bào này. Thì cái viêm tụy cấp nó sẽ gây ra ảnh hưởng, gây ra cái nguy cơ tử vong rất là cao. Đấy, cho nên mới nói là những ai mà bị dư cân, những ai mà có thói quen ăn nhiều dầu mỡ thì chúng ta hãy thay đổi cái lối sống của mình, thay đổi chế độ ăn của mình đi nha. Nó không có lợi gì cả, và thậm chí là nó sẽ gây ra rất nhiều các cái nguy cơ bệnh tật cho mình nhé. Rồi, bây giờ tới hội chứng tiêu lỏng, tiêu chảy. Nó là một cái tình trạng mà phân chứa nhiều nước, đúng không? Phân ở dạng lỏng, và nó có thể kèm theo là máu, nó sẽ kèm nó có thể kèm theo là mà máu hoặc là có các chất nhầy ở trong phân. Thì ta sẽ chia thành tiêu lỏng cấp và tiêu lỏng mạn. Tiêu lỏng cấp và tiêu lỏng mạn thì thời gian là 14 ngày để phân định nhé. Tiêu lỏng cấp là dưới 14 ngày và tiêu lỏng mạn là trên 14 ngày. Thường khi mà bệnh nhân bị tiêu chảy cấp á, thì mình sẽ lo lắng đến nguy cơ gì cho họ? Khi mà tiêu chảy cấp thì mình sẽ lo lắng đến nguy cơ mất nước và rối loạn nước điện giải, đúng không? Và
tiêu chảy mạn, tức là nó kéo dài vào một ngày nè, bệnh nhân đi tiêu ít 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 thôi, nhưng mà nó sẽ kéo dài trên 14 ngày, nó kéo dài rất là dài như vậy. Ví dụ như bệnh nhân bị lị trực trùng chẳng hạn, thường là nó sẽ gây ra tiêu loãng mạn. Thế thì một ngày như vì vậy bệnh nhân đi tiêu rất nhiều lần phân lỏng, nhưng mà một lần đi thì nó sẽ ít 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 thôi. Đấy, thì cái nguy cơ mà mất nước cho những cái người mà bị tiêu chảy mạn này nè thì nó sẽ ít. Nguy cơ mất nước nó ít hơn. Và nguy cơ mất nước thì nó ít hơn, nhưng mà nguy cơ suy dinh dưỡng thì nó lại cao hơn. Nguy cơ suy dinh dưỡng tại vì tiêu lỏng trong một khoảng thời gian dài làm cho cơ thể không những là không hấp thu được chất dinh dưỡng mà nó còn tổn thương niêm mạc ruột, nó còn làm cho cơ thể bị viêm nghiêm trọng nữa. Thành ra nó sẽ dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng, suy nhược cơ thể rất là nhanh chóng. Rồi, nguyên nhân gây ra tiêu lỏng là gì? Có thể là do tổn thương ở niêm mạc ruột nè, có thể là ví dụ như là do bị nhiễm khuẩn hoặc là các cái độc tố của các cái con vi khuẩn đó, nó sẽ gây ra tổn thương ở trên niêm mạc của ruột đấy. Rồi, hoặc là do dị ứng nha. Còn thiếu dịch và enzyme tiêu hóa thì nó sẽ gây ra, trong cái trường hợp bệnh nhân bị thiếu axit nè, thiếu enzyme của tuyến tụy nè, hoặc là thiếu muối mật nè, thì nó có đâu tiêu hóa được đâu, ăn vô bao nhiêu thì nó thải ra ngoài hết, nó gây ra tình trạng tiêu chảy đấy. Hoặc là các cái tình trạng như là u manh tràng, hoặc là các cái ung thư ở viêm phúc mạc hoặc là viêm ruột thừa, nó cũng gây kích thích, gây co thắt ruột và gây ra tiêu chảy. Rồi, vậy thì mình sẽ có ba cái cơ chế quan trọng để gây ra tình trạng tiêu chảy. Thứ nhất là cơ chế tiêu chảy do tăng tiết dịch, thứ hai là tiêu chảy do tăng co bóp, và thứ ba là cơ chế là tiêu chảy do giảm hấp thụ. Thì cơ chế tăng tiết dịch á, thì chủ yếu là do vi khuẩn, virus, do vi sinh vật gây ra. Ví dụ như là các cái E. coli nè, hoặc là do giun sán nè, do các cái amip gây ra, hoặc là Vibrio cholera gây ra bệnh tả chẳng hạn, đúng không? Nó sẽ tăng tiết dịch và gây tiêu chảy rất là dữ dội. Rồi, cái hai là tăng co bóp thì thường là do nhiễm khuẩn hoặc là rối loạn vi khuẩn chí ở ruột. Ví dụ những người mà sử dụng kháng sinh lâu ngày ấy, nó mất hết những cái vi khuẩn có lợi cho đường ruột, nó sẽ gây kích thích ruột để tăng co bóp nha, làm cho thức ăn qua ruột rất là nhanh, nó chưa có kịp tiêu hóa hấp thu gì hết mà nó đã thải ra ngoài rồi, cho nên bệnh nhân dễ đi ra cái tình có cái biểu hiện là đi phân sống. Hoặc là trong việc giảm hấp thu thì khi mà bệnh nhân sử dụng những cái thuốc để mà làm tăng áp lực thẩm thấu trong lòng ruột, lượng nước thải ra ngoài theo phân tăng lên. Ví dụ như những người giảm cân uống các cái loại thuốc giảm cân, những cái loại thuốc giảm cân mà không có uy tín thì thường là chỉ là những cái thuốc mà để làm gây tiêu chảy, gây mất nước, chỉ giảm cân do mất nước thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là giảm hấp thu và gây ra rối loạn tiêu hóa, gây ra tiêu chảy đấy. Và những cái việc giảm cân đó thì nó rất là không có hiệu quả và nó ảnh hưởng đến tính mạng, tại vì mất nước nhiều quá thì nó sẽ có thể gây sốc, gây giảm sự thể tích bên ngoài đó nha. Tốt nhất có muốn giảm cân thì liên hệ với bạn 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 Hoàng lúc nãy em. Rồi, tiêu chảy cấp thì nó sẽ gây ra, có thể gây ra giảm thể tích tuần hoàn rất là nhanh, mất nước điện giải nha, gây ra giảm thể tích tuần hoàn, gây rối loạn huyết động, gây tình trạng cô đặc máu. Đấy. Còn tiêu chảy mãn á, thì nó sẽ gây ra tình trạng rối loạn hấp thu, gây ra suy dinh dưỡng nha. Rồi, là hội chứng ruột dễ kích ứng. Đây là một cái bệnh lý mà người ta vẫn đang còn chưa có rõ được nguyên nhân là gì. Thường á là hay gặp ở nữ hơn, và người ta thường rất là khó chịu, bệnh nhân thường có tiêu chảy đi kèm với táo bón, tức là mỗi lần bệnh nhân đi tiêu á, bệnh nhân sẽ có tình trạng là đau bụng dữ dội, rất là đau bụng không thể nào nhịn được. Bệnh nhân bắt buộc mỗi lần đau bụng là bắt buộc phải đi tiêu, và khi đi tiêu á thì ban đầu á thì phân của bệnh nhân sẽ là giống như là tình trạng táo bón, nhưng sau đó thì sẽ kèm theo với tiêu chảy đó. Và những cái tình trạng này nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều, bệnh nhân đau bụng và rối loạn tiêu hóa như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều, đặc biệt là khi bệnh nhân bị stress căng thẳng, đặc biệt là khi bị stress căng thẳng, hoặc là khi mà bệnh nhân ăn những cái thức ăn lạ, đặc biệt là ăn rau sống,
ăn những cái đồ sống, bệnh nhân rất dễ bị tiêu chảy, bệnh nhân rất dễ bị rối loạn tiêu hóa, đấy. Cảm giác khó chịu dai dẳng ở vùng bụng và nó lặp đi lặp lại nhiều lần, và bệnh nhân thường hay có tình trạng là đầy bụng, khó tiêu, đi tèm theo phân thì hay có nhầy nhớt trong phân. Đấy. Thì những người này nè, khi mà đi khám bệnh thì người ta sẽ được cho đi nội soi đại trực tràng. Và cho dù người ta có rất là nhiều các rối loạn như vậy, nhưng mà khi nội soi đại trực tràng thì không hề có một tổn thương nào ở trên niêm mạc đại trực tràng của họ. Không hề có một tổn thương nào ở trên đó cả. Bởi vậy cho nên người ta mới gọi là hội chứng ruột dễ kích ứng, tức là do ruột nó kích thích quá mức thôi, chứ không hề có tổn thương gì trên đó cả. Nha. Rồi, thì thường là 80% là do tâm lý, do buồn bực, do stress, căng thẳng trong thời gian dài thì nó sẽ gây ra rối loạn hoạt động của ruột. Và có thể là do sự mất cân bằng hệ thần kinh thực vật tại chỗ. Đấy. Có thể là một số các cái trường hợp là viêm nhiễm ở trong quá trình tiêu hóa ở trước đó, tức là bệnh nhân bị viêm nhiễm ở trong, bệnh hay bị viêm ruột kéo dài ấy, trong một khoảng thời gian dài, thì sau đó nó sẽ dẫn tới tình trạng hội chứng ruột kích ứng này. Rồi. Điều trị thì cho tới bây giờ vẫn chưa có một cái phương pháp điều trị nào hiệu quả tận gốc cái tình trạng bệnh lý này. Hầu như điều trị triệu chứng thôi, ví dụ bệnh nhân bị tiêu chảy thì cầm tiêu chảy, bệnh nhân đau bụng thì chúng ta sẽ sử dụng các cái thuốc giảm đau, giảm co thắt, ví dụ như là loperamide chẳng hạn, nó vừa giảm co thắt và giảm cái tình trạng tiêu chảy. Còn chưa có một cái loại thuốc nào mà có thể điều trị một cách hiệu quả được, thì có thể là điều trị về mặt tâm lý cho họ, giúp cho họ có thể giúp cho họ có thể giảm bớt cái tình trạng stress căng thẳng này đi, ví dụ tập cho họ ngồi thiền. Tập cho ngồi thiền, đấy, tập cho những cái bài tập mà giúp cho tập trung tinh thần, ổn định cái tinh thần của họ, bớt cái stress căng thẳng đi, và hỗ trợ các cái sử dụng các cái thuốc để điều trị triệu chứng mà thôi. Hội chứng tắc ruột. Hội chứng tắc ruột tức là ruột nó bị tắc nghẽn lại và thức ăn nó không có lưu thông được. Thì ở trên hình ảnh này bạn có thể thấy nè, có thể là do dính ruột, thường thường sau phẫu thuật mà bệnh nhân không có chịu tập luyện đi lại thì nó sẽ rất là dễ bị dính ruột như thế này. Hoặc là xoắn ruột, lòng ruột. Đấy, cái này hay thường hay xảy ra ở trẻ em hơn. Ví dụ như nó vừa mới ăn cơm xong, tức là ruột của nó đang còn được kích thích, nó đang còn tiêu hóa, đang co thắt, co bóp rất là mạnh mẽ, mà nó không chịu ngồi nghỉ ngơi, không chịu đi lại nhẹ nhàng. Nó ngay lập tức nó chạy ra ngoài đường, nó chạy, nó nhảy, nó chơi đủ trò ngoài. Thế thì lúc đó ruột nó sẽ co thắt mạnh mẽ hơn. Và khi co thắt quá mức, người ta biết là nhu động ruột là ở đoạn trên co thắt, ở đoạn dưới nó sẽ giãn ra để đẩy thức ăn từ trên xuống dưới. Nhưng mà nó co thắt mạnh mẽ quá, nó đẩy luôn cả cái đoạn ruột này đi xuống dưới này. Và nó mắc kẹt lại, nó không tháo ra được. Thế thì cái đoạn ruột mà nó bị ép ở trong này, nó sẽ bị thiếu máu. Và khi thiếu máu lâu quá, nó không giải quyết được thì nó sẽ gây ra hoại tử. Nó sẽ gây ra hoại tử. Đây. Đấy. Thì nếu mà hoại tử thì sao? Thì phải cắt bỏ đi. Đúng không? Nếu mà hoại tử thì phải cắt bỏ đi. Đấy. Còn đây là xoắn ruột, thì ruột nó sẽ, quai ruột nó dài mà, nó khi mà chạy nhảy nhiều quá, nó co thắt nhiều quá, nào quai ruột nó di chuyển bất thường và nó sẽ xoắn lại như này. Có khi nó mở xoắn được, cũng có khi nó không có mở xoắn được, nó xoắn lại như vậy. Khi xoắn lại như vậy thì máu nó đi vô các cái quai ruột này nó cũng sẽ kém đi và làm cho ruột nó bị hoại tử. Thì trên trường hợp này người ta phải cắt bỏ cái đoạn ruột này đi, cắt bỏ cái đoạn ruột bị hoại tử này đi và khâu lại. Đấy. Đây có cái phản ứng gì khi mà bệnh nhân bị tắc ruột? Bây giờ tùy vào cái chỗ tắc ha. Nếu như bệnh nhân tắc ở đoạn cao, ví dụ tắc ở đoạn trên ruột non gần với dạ dày, và các bạn biết là cơ thể chúng ta khi mà bị tắc thì nó sẽ giảm, nó sẽ tăng co thắt. Nãy cô nói ha, khi mà bị tắc nghẽn ở chỗ nào đấy thì cơ thể chúng ta sẽ cố gắng co thắt thật là mạnh mẽ để đẩy thông cái chỗ tắc ra đi. Bây giờ có một cái chỗ tắc nghẽn, khi mà tắc nghẽn ở trên cao thì nó co thắt dữ dội dạ dày cái đoạn ruột ở trên. Và khi mà
co thắt mạnh mẽ cái đoạn ở phía trên thì sao? Nhưng mà co thắt mạnh mẽ đoạn ở phía trên thì nó sẽ gây ra triệu chứng gì cho bệnh nhân ạ? À? Nôn ói. Ha? Bệnh nhân sẽ nôn ói, sẽ đau bụng rất dữ dội kèm theo nôn ói. À, đau bụng dữ dội, đau bụng không thể nào chịu được. Và nó sẽ căng nhu động ruột. Thậm chí là khi mà mình đặt tay trên thành bụng của bệnh nhân á, thì nó sẽ có triệu chứng rắn bò. Đó là các quai ruột nó di chuyển rất nhanh, rất mạnh. Nó cảm giác như con rắn đang bò dưới tay mình á. Được không? Đó là triệu chứng rắn bò. Rồi, còn nếu như mà ở dưới cái chỗ tắc đó, dưới chỗ tắc thì nó đâu có co thắt được nữa. À, nó giảm tưới máu, nó sẽ giảm co thắt cho nên sẽ gây trướng bụng. Và khi gây đầy bụng khó tiêu như vậy, vi khuẩn nó sẽ sinh sôi nảy nở, nó sẽ tạo ra các cái độc tố và gây độc cho cơ thể. À, và cuối cùng nó dẫn tới tình trạng là liệt ruột và sốc. À, gây đau đớn, gây mất nước và gây nhiễm độc. Rồi, và nếu như tắc ở đoạn dưới, tắc ở đoạn thấp, tắc ở đoạn thấp, ví dụ tắc ở đoạn trực tràng, à, thì ở phía trên đó nó cũng sẽ tắc ở đoạn ruột già, đoạn rốn, đoạn ràng sigma, thì ở phía trên đó nó cũng sẽ gây tăng co thắt. À, nhưng mà đoạn thấp hơn rồi thì cái tình trạng nôn ói nó sẽ ít hơn, chủ yếu là bệnh nhân sẽ đau thôi. À, bệnh nhân sẽ đau và nhiễm độc thôi. Còn cái việc mà nôn ói, tại vì nó tắc ở đoạn thấp rồi thì cái việc mà kích thích dạ dày để gây ra tình trạng nôn ói nó sẽ ít hơn. Được không? Bạn phải nắm được cái cơ chế gây tắc là như vậy. Rồi, tắc ở cao thì mất nước do nôn, nôn rất nhiều, đặc biệt là nếu như tắc ở môn vị, gây mất axit dịch vị. Tắc ở tá tràng thì nôn ra dịch ruột cho nên mất nước. Còn tắc ở thấp thì thường là nhiễm độc. Và nặng, triệu chứng nhiễm độc nó sẽ nặng hơn so với tình trạng là mất nước, bởi vì nó không có nôn ói khi mà tắc ở đoạn thấp. Được chưa? Rồi, đó là cái nói về cái vấn đề tắc ruột. À, bây giờ mình qua một cái vấn đề khác, đó là táo bón. Thì táo bón nó đối lập lại với tiêu chảy, đúng không? Táo bón là tình trạng phân nó khô cứng, kích thước khối phân nó lớn, rắn chắc và đi tiêu rất là khó khăn. À, đi tiêu rất là khó khăn. Thế thì chúng ta sẽ phải nhớ lại về cái cơ chế đại tiện. À, cơ chế đại tiện là gì ạ? À, khi mà cái chất thải từ ruột non nó sẽ đẩy xuống ruột già, thì ruột già nó sẽ có vai trò gì ạ? Hấp thu nước và một số các chất điện giải, đúng không? Cho nên khi mà cái chất thải nó càng ở lâu ở trong ruột già thì nó sẽ càng hấp thu nhiều các cái chất điện giải nữa. À, và do đó cho nên là nó sẽ làm cho phân trở nên khô cứng. Rồi, à, và khi mà cái khối phân, cái khối chất thải này mà nó đẩy đi xuống dưới cái trực tràng ở đoạn này thì làm cho trực tràng phình to ra và nó sẽ kích thích đầu tận cùng của các dây thần kinh dẫn truyền lên trên não bộ. À, nó sẽ dẫn truyền lên trên não bộ và não bộ nó nhận được thông tin là đại trực tràng nó đang còn căng nè, à, cần phải giãn cái cơ thắt trong của hậu môn ra. À, thì nó sẽ giảm cái cơ thắt trong hậu môn ra và làm cho cảm giác là người đó có cảm giác là mắc đi tiêu, đúng không? Thì bây giờ một cái nguyên nhân nào đó mà nó làm cho một là cái chất thải này nó ở quá lâu ở trên cái ruột già thì nó sẽ bị hấp thu hết những cái chất thải này. Thứ hai là nó gây giảm co thắt các cơ trơn ở trên cái trực tràng hậu môn, thì nó sẽ làm giảm, nó sẽ không có cảm giác, bệnh nhân sẽ không có cảm giác mắc đi tiêu nữa, đúng không nè? Hoặc là bệnh nhân không chịu đi tiêu, làm cho ứ động các cái chất thải này, làm cho nó ngày càng trở nên khô cứng. Thì thường là do tắc nghẽn ở ruột, ví dụ, hoặc là có thể là nguyên nhân gây tắc nghẽn nữa là gì ạ? Do cái khối u, do khối u nó gây tắc, làm cho khối phân nó không có di chuyển được. Rồi, ở những người già, thì hoặc là những người sống tĩnh tại, những nhân viên văn phòng ngồi lâu một chỗ thì nó sẽ giảm co thắt. À, ở những người béo phì thì béo phì cái lượng mỡ nó nhiều quá, nó sẽ chèn ép các cái quai ruột, làm cho các quai ruột nó hạn chế vận động, hạn chế co thắt hơn, gây ra tình trạng là táo bón, được không? Hoặc là những người phụ nữ có thai, thai nó to, nó chèn ép, nó gây ra cản trở cái việc tống phân ra ngoài. Đấy.
Hoặc là những người làm việc ở trong những cái điều kiện nó hơi khắc nghiệt, ví dụ như vậy, tài xế đúng không, tài xế xe container, lái xe đường trường á, thì người ta là phải thường xuyên là phải nhịn đi tiêu, và chính là cái tình trạng nhịn đi tiêu đó sẽ làm cho gây ra cái tình trạng là dễ bị táo bón. Hoặc là một trường hợp này sinh viên hay bị nè, sinh viên là đối tượng hay bị nhất đúng không, tại vì sao? Tại vì sinh viên ít ăn đi ở trọ đi học mà, ở trọ không mà, ăn chủ yếu là tinh bột, ít được ăn rau nhiều, ít được ăn rau, ít được ăn trái cây nhiều đúng không nè. Hoặc là ngay cả cái thời điểm này chúng ta ở nhà, chúng ta chăm sóc bản thân tốt, có bạn nhịn ăn, hoặc là ăn rất ít, thế là sao? Nếu như mà ăn rất ít những cái thức ăn mà cung cấp dinh dưỡng như là protein, lipid, glucid á, thì ăn tinh bột, ăn đạm á, thì ít, thì chúng ta sẽ bổ sung chất chất xơ vào đúng không, thì nó sẽ tạo nên những cái nó sẽ bổ sung chất xơ, nó sẽ giúp bổ sung chất xơ và để làm cho cái kích thước khối phân nó lớn, nó đủ để lấp đầy cái lòng trực tràng, chứ không một ngày ăn chút chút thì chất thải nó cũng tải ra chút à, nó chưa đủ để lấp đầy lòng trực tràng, phải ăn 3 4 ngày sau thì nó mới chất thải, lượng chất thải nó mới đủ để mà lấp đầy cái lòng trực tràng, thì nó mới kích thích cái cảm giác đi tiêu. Vậy thì lúc đó sao 3 4 ngày trời thì nó ra phần nó trở nên khô cứng rồi nhé. Thì chúng ta sẽ giải thích ra được những điều đó nhé. Vậy thì khi mà táo bón nó sẽ dẫn tới hậu quả gì? Khối phân nó lớn, bệnh nhân mỗi lần đi tiêu là phải rặn, và như vậy nó làm tăng áp lực ở hậu môn, làm phồng cái tĩnh mạch trĩ ra, gây ra trĩ. Bệnh nhân sẽ mỗi lần đi tiêu như vậy khối phân nó lớn, thành ra là nó gây nứt hậu môn, nó gây chảy máu, thậm chí là nó gây chảy máu ở buồng trĩ này, làm cho bệnh nhân bị thiếu máu. Rồi nó có thể nhiễm khuẩn tại chỗ, có thể tạo ra những cái áp xe. Và lúc này sao, bệnh nhân sẽ có cảm giác là khó chịu lắm, mệt mỏi lắm, cáu gắt, buồn bực lắm. Nên bởi vậy cho nên cô hay hay thấy những bạn nào mà những người nào mà hay nhăn nhó, hay nhăn nhó, cô hay gọi là vẻ mặt táo bón là vậy á. Rồi hậu quả là cuối cùng là nó sẽ gây tình trạng nứt hậu môn, xa trực tràng mà xa cái buồng trĩ ra ngoài. Vậy thì điều trị thì chúng ta sẽ phải dạo điều trị, chúng ta giải quyết nguyên nhân, giải quyết nguyên nhân, ai có nguyên nhân gì thì chúng ta giải quyết nguyên nhân đó đúng không. Uống nhiều nước là một, ăn nhiều chất xơ là hai, để tăng kích thước khối phân, để làm cho phân trở nên mềm hơn. Thứ ba là gì ạ? Vận động để tăng cái hoạt động co thắt ở trên đường ruột. Đấy, ngồi lâu quá, nhất là người già đó, ngồi lâu quá cơ nó đâu co thắt được nhiều đâu. Rồi, người già thường hay bị táo bón cũng là do ăn uống ít, bữa người ta ăn chút 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 chút, ăn 3 4 ngày thì mới đủ cái khối lượng phân để kích thích trực tràng, mới gây ra mới mới gây ra cảm giác đi tiêu được đúng không. Thế thì mình sẽ phải giải quyết những vấn đề đó, ăn uống nhiều nước, bổ sung chất xơ, tập luyện vận động thể dục thể thao. Rồi, một trong những cái phương án mà một trong những phương án để mà giúp cho giải quyết tình trạng táo bón một cách hiệu quả nhất đó là gì ạ? Đó là tập thói quen đi tiêu mỗi ngày. Đây đối với cô, đây là một trong những tiêu chí hàng đầu để điều trị táo bón. Bởi vì sao? Đi tiêu hàng ngày thì ngày nào cũng chất thải cũng được thải ra ngoài, thì đâu có phải còn cái tình trạng là phân khô cứng nữa, thì sẽ không có bị táo bón nữa. Rất là dễ dàng để thực hiện điều này bằng cách nào? Bằng cách là gì ạ? Sáng sớm, buổi sáng ngủ dậy. Bây giờ các bạn bảo là chờ em ở nhà không, buổi sáng em có ngủ dậy đâu, em toàn ngủ dậy buổi trưa không à, đúng không? Thế thì thôi, thì bất kỳ ngủ dậy bất kỳ lúc nào thì sau khi ngủ dậy chúng ta hãy uống một ly nước đầy, ít nhất là 250 ml. Có thể là nước lọc không thôi cũng được, nước ấm càng tốt, một chút chanh nữa càng tốt, hoặc là một chút mật ong pha chanh nữa, hoặc là một chút nghệ nữa càng tốt. Uống một ly nước đầy, sau đó chúng ta đi lại nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt, đi lại nhẹ nhàng. Khoảng 5-10 phút sau chúng ta hãy vô nhà vệ sinh ngồi. Thì chúng ta biết rằng là trong một đêm, một khoảng thời gian dài chúng ta nằm thì ruột nó đâu có hoạt động mạnh. Bây giờ lúc mà chúng ta mới tỉnh táo trở lại thì một khoảng thời gian nó ức chế, thì bây giờ nó sẽ hoạt động lại rất là mạnh mẽ. Đặc biệt là khi chúng ta uống nước, chúng ta vừa xúc rửa nguyên cái hệ thống tiêu hóa của mình, chúng ta sử dụng thêm chanh, thêm mật ong hoặc là thêm nghệ để thải độc hết tất cả những cái chất độc ở trên 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 cái hệ tiêu hóa của mình. Thế thì sao? Thế thì ruột nó sẽ bắt đầu co thắt rất là mạnh mẽ, và lúc này là lúc rất dễ đi tiêu.
À, và chúng ta thải ra ngoài hết tất cả những cái chất độc hại của cơ thể, và một ngày hôm đó chúng ta sẽ cảm giác rất là khoan khoái, rất là dễ chịu, đúng không? Đi làm việc gì cũng không phải lo lắng. Bạn biết một người bị táo bón rằng lúc nào cũng lo sợ không biết hôm nay đi tiêu có đi tiêu hay không, được không? À, nếu bây giờ các bạn đang còn bị táo bón, đang còn đi tiêu mà ra máu thì các bạn cũng đừng sợ, vẫn đi tiêu hàng ngày cho cô. Đi tiêu ngày hôm sau thì cái vết nứt ở trên hậu môn nó có thể vẫn còn, nó có thể vẫn là vẫn 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 chảy máu, nhưng mà cứ liên tục như vậy 3 4 ngày sau, khi mà khối phân mềm chúng ta không phải rặn nhiều nữa thì nó sẽ không còn chảy máu nữa, và như vậy thì nó sẽ giải quyết rất là triệt để được cái vấn đề táo bón đó nha. Rồi, đó là cái vấn đề về táo bón nè. Đối với hấp thu, rối loạn hấp thu thì rối loạn hấp thu thì nó sẽ có rất là nhiều nguyên nhân. À, tức là bạn nhìn thấy hình ảnh này từ trên xuống dưới nha, đều có những cái đều có thể là những nơi gây ra rối loạn hấp thu. Nhưng mà rối loạn hấp thu, cái nguyên nhân mà gây rối loạn hấp thu mạnh mẽ nhất đó là tổn thương ở ruột non. Tại vì ruột non là nơi thực hiện quá trình hấp thu toàn bộ các chất dinh dưỡng cho cơ thể của mình. Thế thì điều kiện để mà hấp thu được là gì? Thức ăn ở cái dạng mà tiêu hóa nhuyễn nhất, đang tiêu hóa thành những cái đơn chất. Vậy thì nếu như mà thức ăn không được tiêu hóa, ví dụ như bệnh nhân bị tắc nghẽn ống mật, bệnh nhân bị tắc nghẽn tuyến tụy, ống dẫn tụy, thì đâu có enzyme tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn đâu, cho nên nó sẽ hạn chế việc hấp thu. Rồi niêm mạc hấp thu toàn vẹn đủ rộng, được cấp máu đầy đủ thì hấp thu mới tốt. Ví dụ những người mà bị cắt mất một đoạn ruột thì làm sao hấp thu tốt được, đúng không? Hoặc là các cái bệnh lý toàn thân liên quan đến quá trình tiêu hóa. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái nguyên nhân có thể là tại ống tiêu hóa hoặc là ở ngoài ống tiêu hóa. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái bảng này, bảng này có trong sách của mình nhé, trong sách của mình chúng ta sẽ có nguyên nhân tại ống tiêu hóa hoặc là ngoài ống tiêu hóa. Rồi, nguyên nhân tại ống tiêu hóa đó thì nguyên nhân tại ruột hoặc là ngoài ruột. Ví dụ như ngoài ruột như cắt mất đoạn dạ dày nè, vô toan dạ dày nè, bệnh gan mật tụy nè, thì nó đâu có tiết ra được cái dịch tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn đâu, thì làm sao hấp thu được, đúng không? Ở tại ruột non thì có thể là do rối loạn vi khuẩn đường ruột nè, giảm dịch tiết hấp thu, ví dụ như bị cắt mất một đoạn ruột nè, bệnh nhân bị nhiễm độc tiêu hóa nè, hoặc là thiếu enzyme tiêu hóa nè, rối loạn tuần hoàn ở ruột nè, thì nó sẽ làm giảm hấp thu tại ruột non. Và bệnh lý ở ngoài tiêu hóa, ví dụ như hội chứng Zollinger-Ellison nãy cô nói là gì ạ? U tế bào G, đúng không? Nó làm tăng tiết axit, gây ra viêm loét, gây ra giới hạn cái quá trình tiêu hóa. Hoặc là thiểu năng nội tiết thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự bài tiết của ví dụ như là tuyến tụy chẳng hạn, hoặc là tiết cái các cái hormone như là gastrin, histamine chẳng hạn, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc hấp thụ. Đấy, thì hậu quả của quá trình rối loạn hấp thu nó là chất dinh dưỡng nó không hấp thu được trong cơ thể thì nó sẽ gây ra cái tình trạng gì ạ? Suy dinh dưỡng, gây mòn, đúng không? Gây mòn, thiếu các cái loại vitamin và khoáng chất. Đấy, gây ra còi xương và gây thiếu máu. Được không? Rồi, thì đó là những cái thông tin cần cung cấp cho mình. Nhiều ha, bài hôm nay rất là nhiều luôn, tại vì chúng ta học cả 2 bài ở trong này. Cho nên chúng ta cũng cần phải cố gắng học một bài nhiều hơn ha. Bây giờ ở nhà rồi, cũng không làm gì nhiều hết, cho nên chúng ta cố gắng học bài nha. Không biết là giai đoạn này các bạn đăng ký nhiều môn lắm đúng không? Rồi, tranh thủ ha. Đây là cơ hội để chúng ta có thể học vượt. 20% lúc thi chắc cũng không đến nỗi khó khăn. 80% trong quá trình học thì cũng không phải là quá khó đối với các bạn, đúng không? Rồi, cố gắng. Chà, nợ môn lòi luôn đó cô. Online hiếm khi mà nợ môn, đúng không? Mấy khi mà nợ môn khi học online?